và xin chào các bạn. Hôm nay Tớ sẽ chơi game xếp Shooter 2 nhân. Lần này Tớ sẽ làm tập 3 nha các bạn. Hôm nay Tớ sẽ chơi con này bởi Tớ thấy con này quá trời ơi, Turu này các bạn ơi. Nhưng Tớ thấy con này già quá rồi các bạn. Nó hơi bị ghê nhưng Tớ sẽ chơi thử nha các bạn. Ủa. Thử coi. Gà quá các bạn ơi, để tớ chết cái. Đùng một phát. Hai em. Đùng một phát. Để tớ chết đầy đầy viên đạn của bác đại. Đó càng tốt chứ sao. Đó kia chưa? À thấy giờ thì nhớ nhấn like nha. Ờ vui vô nhấn like và share subscribe cho Tớ nha. Đùng đó đã chưa các bạn? Tớ thích con này lắm. Bởi vì quá mạnh. Quá trời cái kia luôn các bạn ơi. Cái đồng bọn anh em của chúng ta mấy bữa chúng ta là 2000 mấy luôn á. Tiếc nào, ó quá trời luôn. Để có thể bảo vệ chúng ta. Cái này là trâu lắm. Để đây là một em nữa nè các bạn ơi. Tớ không muốn chết nữa đâu. Nhưng cái này nó cũng dữ đó nha. Nó dữ lắm luôn á các bạn. Dữ thiệt. Dữ chan chó luôn. Wow các bạn ơi. Giờ có hai lựa chọn, các bạn chọn nào muốn Tớ nói nhiều là Tớ nói ít. Các bạn chọn nào? Chọn Tớ nói ít hả? Tớ sẽ đụng hết này. Đó. Ta đan 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 nục lực. Đó không muốn chết đâu các bạn ơi. Đang ngon lành dành đào mồm mà chết là nục lắm. Đó chết. Ôi no no no. Đó đã hồi sinh rồi. Ôi 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 ôi. Các bạn ơi. Ở đây mấy thằng này nó vô duyên quá. Vậy Tớ sẽ chơi cái này nha. Đó ra chưa. Nó sẽ chết thôi. Bởi vì có đồng bọn anh em của chúng ta đã bảo vệ chúng ta rất hăng say. Đó đã chết gần hết luôn. Ô boss rồi boss rồi. Ô no. Rồi chết cha luôn. Tôi chết rồi các bạn ơi. Chết rồi chết. Trời nó no, 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 no. Đừng có đuổi tôi. Đừng có đuổi tôi. Oh no 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 no. Đừng nha đừng nha. Bớt giỡn nha. Bớt giỡn nha. Không giỡn được nha. Đó vậy mới chơi được nè. Đó vậy được có nhiều năng lượng hơn các bạn ơi. Ồ ô nó 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 mẹ em mà. Ở cổng này đó đó phi đó. Ô nụ bạn ơi, Tớ chuẩn bị chết hay là gì rồi các bạn ơi. Info cái đưa đi đó. Cái này là cái đóng băng á. Tớ thích cái đóng băng lắm các bạn ơi. Nhưng Tớ lại thích cái oh no 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 no. Tớ lại thích cái gì bên phải và bên trái các bạn. Để coi Tớ thích cái nào ta. Cái này thôi coi. Wow, thì ra là vậy hả. Ok. Thì ra là vậy. Giờ Tớ muốn kìa ở đằng trước kìa. Một cái nữa, đúng rồi. Đùng đùng đùng. Ôi rồi ôi, bạn ơi, bạn ơi. Giờ Tớ chỉ cần bao quanh đi xung quanh thôi các bạn. Nhưng nhớ đi thì phải cẩn thận. Ô no no no, mé chút xíu nữa chết rồi. Ồ mé chút xíu nữa chết. Ơi no bạn ơi, bạn ơi, ô trời ơi. Tớ sẽ cho một cái nữa. Trong vòng lúc này thì Tớ sẽ chơi vậy nè. Đó đó, bùng một phát chết vài trăm con luôn. Tớ sẽ chơi một cái nữa.
đó, đụng một phát là chết cả đám luôn nha các bạn. Đó lại thích cái đằng trước hơn kia đúng không? Không chỉ có ao tao thì cho ao tao luôn skill nè, đó skill cho nó mạnh. Đừng, oh my god, một phát chết bao nhiêu là con luôn nha các bạn. Inferno nữa nè. Đó. Ồ, các bạn ơi, quá mạnh luôn rồi, có quá mạnh rồi các bạn ơi. Đó. Quá mạnh luôn. Đó, ấy, ủi, ủi, ủi. Làm sao được với anh? Ủa, mấy trăm đạn luôn nè. Ô mà mấy trăm đạn, cẩn thận. No, mấy chút xíu nữa trúng rồi. Đó mấy trăm đạn thì vậy thôi. Ô 3.000 mấy rồi các bạn ơi. Giờ tới chân bơm hay là đây. Tính nên chọn cái này càng nhiều càng tốt chứ sao. Đó các bạn ơi, nhìn nè. Đó boss đã chết với hăng say với tự mình bảo vệ mình, không chịu mà tự mình bắn mình đó, nghe chưa, mình đang quá trời lính canh gác rồi nha các bạn ơi, như nhân la nha. Đây là tập 3 của cái sếp shooter nha. Tớ sẽ chọn cái phần này. Ô bùm 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 bùm, nó chết, cũng bị chết rồi các bạn ơi, có phải canh nó thôi đó, khỏi chết được luôn. Bùm, nó chết hết rồi, tớ sẽ chọn cái này tiếp tục nào. Chết đi đồ đó, nó sẽ chết rất sớm thôi. Đúng 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 đúng. Ha. Làm sao gì đến anh, làm sao gì đến được anh nữa nè. Ồ đồn 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 free hả, thôi cho bơm nữa nè. Ô nô, mấy chút xíu nữa chết rồi các bạn ơi, đó chết ngay boss của bác ha. Nhưng ô nô, mấy chút xíu nữa tớ chết rồi các bạn ơi, tớ chẳng còn bồ cạp nữa. Đuôi nếu vô có hai cái phần này là các bạn, nó bắn vô là cái kèn, còn cái này nó bắn bùm bắn siêu đã luôn đó, giống vậy đó đó đó, thấy chưa, đùng luôn. Ô nó mấy chút xíu rồi chết luôn, chết chúng ta rồi. Mấy chút xíu rồi tới chết rồi nha các bạn, skill đi đùng đó, đó chuẩn bị chết cái gì không có đâu. Chôn tiếp luôn, chơi khăn say nào, nhiều đứa vậy cha, đứa mà mấy đứa này toàn chọn cái chết không à, thật là kỳ ha. Shot bảy mấy luôn rồi các bạn ơi, boss kìa các bạn ơi, boss kìa, chạy đi, không chạy chết đó, chạy chết đó. Skill đúng rồi, boss đã chết rồi. Wow, quá trời anh em của mấy đồng bọn nào luôn nè. Oh my god, nhìn nữa bạn. Đồ, đồ. Vậy sự tay không? Oh no, no, chúng ta chết rồi các bạn ơi. Chúng ta chuẩn bị chết rồi, chúng ta chuẩn bị chết rồi. Ok. Tôi chọn cái phần này đi. Đồ đó thấy chưa, vậy mạnh không, không ở đằng trước quá trời anh em luôn các bạn. Giờ tôi sẽ chọn cái này nữa nè, bùng 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 ha ha, bùng tuyệt chiêu của ta đây, xem tuyệt chiêu sóng gió của ta, hãy xem tuyệt chiêu sóng gió của ta. Thôi tuyệt chiêu sóng gió đã chết rồi, im ra, tôi đang làm YouTube các bạn ơi, thì chưa sóng gió của chúng ta đã chết rồi, làm sao đây các bạn, rồi boss tùm lum vậy, boss đừng có hiện ra trước mắt ta, ta ghét các ngươi ha ha ha. Nó sẽ chọn cái này,
đụng liền, ố chứ chết liền. Sao không chết được với tay của Thái Minh? Boss nữa, hai boss luôn các bạn ơi. Ôi trời ơi, mất máu rồi, skill. Bùm 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 nữa nè. Cho cái này coi chạy. Biến về. Có skill quá trời ghê luôn các bạn ơi. Ôi nó no, 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 mé skill nữa chết rồi. Nữa. Biến máu lên. Biến, 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 biến. Tôi còn một máu. Rồi chết luôn. Hai siêu cấp gì ta? Ồ đây năm siêu tát nè, tớ thích cái này nè. Đùm. Rồi chơi lại nào. Tớ thích cái này không? Đồ ghê chưa, ghê chưa. Nhưng mặc dù nó không ghê vậy thôi chứ nó cũng ghê lắm á. Đó, skill nó nè. He he he. Ủa, có phải skill đâu. Nữa nè, he 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 he. Ta sẽ giết ngươi. He 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 he. Làm sao để trốn được ta? Ta mạnh lắm. Ô, ngươi lệnh thích cấp à? Oh my god, mới vô có liền. Đù. Ủa các bạn ơi, nhìn nào các bạn, mới vô tiền có luôn. Tôi thích lắm các bạn ơi. Đầu vô có bơm nữa nè. Bùm bùm lại như cũ rồi các bạn ơi. Bùm nó lại như cũ rồi các bạn ơi. Giờ tôi sẽ cho qua đây một em nữa, đúng rồi, phải là năm em lận các bạn ơi, năm em lận trắng, năm em lận đó, năm em lận đấy là một rồi, hai đang hai rồi nha các bạn. Hai rồi nhưng hai cũng hơi già nha. Đây hai đang hai rồi, giờ đây là ba đó, đang là ba rồi, bạn có thể đến giúp tớ nha. Bùng 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 liền ha 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 ha. Bốn không có, đại có nè. Đang là ba sao không có bốn đi. Nửa boss ra liền, skill liền. Dùng tới sức mạnh của Sian. Đâu rồi? Không có thì cho cái này. Cái này là ba vậy trời. Ba à, không chịu đâu, ba gì kỳ vậy. Ồ mà ba cũng ghê, phải là tư kìa, bốn và năm á, chết hết. Bà bác cứ coi nó có cái gì không bác. Ba thôi, ba đây được bốn rồi các bạn ơi, bốn rồi đó, ghê chưa, ghê chưa. Không vẫn không, chỉ có ba. Bạn nhớ đếm với tớ đi, tớ không biết nó có ba à. Ủa cái thằng nào mà nó kêu chen quá vậy. Ba tớ sẽ chơi đàn nữa nè, ba. Nãy giờ nếu ba hoài đứng yên thôi, rồi nó có đánh được tớ không. Boss nữa kìa, boss này tôi ghét lắm đó nha các bạn ơi, tớ ghét con boss này lắm, nhưng nó cũng sẽ chết với trong vòng 7 giây. Bác hả, bác còn tốt. Bùng đỏ, ôi sao một đạn vậy mà một đạn này cũng bắn nhanh luôn. Đó một đạn đó, sau khi Thái Minh chơi một đạn là vậy đó. Còn nào nữa không, bác nữa nè, hai đạn đó. Các bạn thấy ghê chưa, đùm luôn, bạn thấy ghê lắm chứ gì. Ui mẹ chút xíu nữa vô cái bầy đó rồi, đây giết cái xử lý với mấy cái thằng này nữa nè.
Ở vô một phát nữa nè, sẽ chết thôi. Nó giờ được 3.000 mấy điểm rồi các bạn ơi. Ồ, nó cũng thể chết rất sớm. Giờ tay tớ là chết hết. Ôi ôi, giống san vậy. Nó chè ép tớ, nó chè ép tớ các bạn ơi, nó chè ép tớ. Ô rồi, ơi được bốn rồi kìa, bốn rồi. Rồi đủ rồi nha các bạn, tớ sẽ không xài nữa, đã đủ rồi. Xà cái bên đây họ quá trâu luôn rồi các bạn ơi, tớ quá mạnh chứ không phải quá trâu bình thường đó. Ghê chưa, ghê chưa, các bạn nhớ nhấn like cho tớ nha. Tớ không biết tớ đăng mấy like nữa, có rồi tớ sẽ làm video này 30 phút. Tớ sẽ chọn cái này nữa. Đó, quả bơm là tớ thích lắm luôn á, nhưng người ta không cho các bạn ơi. Tớ được 5.000 mấy rồi, tớ phải tiêu diệt hết cái đám này cái nữa hả. Boss Sida vô hoài đó, ghê chưa. Ủa nó chết luôn, tớ thấy không có Sida đó, nó giúp chúng ta bao nhiêu. Đúng 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 đúng, các bạn nhớ nhấn like cho tớ nha, để xe đăng ký ở dưới nữa, để tớ có nhiều tiền mua cái gì thì tớ cũng không biết nữa, hay là để kiếm tiền đó các bạn ơi. Để tớ phải chơi với cái này nữa nè các bạn, đó 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 đó, chết hết luôn. Nữa nè, ấy nãy giờ tớ chưa có dùng skill rồi tớ phải dùng skill đây. Ủa nãy giờ tớ dùng skill chưa các bạn? Chắc tớ dùng rồi nhưng tớ quên á. Giờ tớ phải đây nữa nè, tớ phải nhiều cái phần bên trái. Ui 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 ui, cái gì vậy? À, đúng ghê luôn, không sao tớ có thể tiêu diệt được hết. Ôi giống san vậy. Ôi, cái gì vậy? Ôi nhưng tớ cũng không sợ, bởi tớ mạnh lắm. Ủa cái gì mà cả đống luôn, sẽ bên đây nữa. Đó một phát 8.000 mấy. Bó hả? Bó cho mày chết luôn. Đó các bạn sẽ thấy lóe con mắt luôn nữa. Bó nữa hả? Mày bó này gà đó. Đó gà chưa. Ôi nó mém chút xíu nữa chết liền. Điện chết liền chứ sao không chết. Nó mày đùng liền. Con này nó trâu máu nha các bạn, nhiều máu nữa. Nó nữa nè. Có con mới. Con này là con gì vậy? Để tớ xem coi nó có mạnh không nha. Lẹ lên, không lẽ bao bao có gì bây giờ đó. Giờ tớ sẽ xả giờ bên đây thôi. Wow, bơm các bạn ơi, bơm bơm nha, bơm mạnh á. Tớ sẽ chỉ ăn cắp bên kia và bên kia thôi. Đâu không có, thôi giờ kiếp bơm bơm bùm bùm ha ha, sao đâu được với anh. Đùng liền, bố bùm 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 bơm. Ủa nãy mình chọn cái này 5.1, đúng rồi. Em nữa. Nhưng nó cũng chưa mạnh bằng cái con kia đâu. Ủa mình có full hết rồi các bạn ơi. Tớ lại thích con này nhất nè, con hạng 3. Giờ tớ chỉ ăn cắp cái ở bên kia và bên thị thử coi. Đó, tôi chỉ được cấp bên kia ở bên đây, bên tay bên kia thôi. Các bạn ơi quá ghê luôn, giờ
Đợi tí nha các bạn. Ồ, quá ghê. Các bạn thấy ghê thì nhớ nhấn like cho tớ. Giờ tớ sẽ chơi cấp A tâu nè, A ti nè, A tâu đó. Ta đang tấn công các người. Người đã chết rồi. Nhưng no, no please. Ta không thích nữa. Ta phải giết các ngươi, nhưng ta đã chơi dài, ta không giết các ngươi càng tốt. Đâu rồi, nó đâu rồi? Đây, nhóc con à. Nhóc con nó ngồi thiệt. Tớ chỉ cần cái kia. Sao nó không cho à? Kỳ quá. Đây nữa nè, đó, cái P là power đó. Nữa không có thì chơi auto tiếp. Đó, cái auto nó tốt rồi, bạn tình mà. Không tốt sao được. Sao cho mấy rồi, mới vô sao chết cho mấy dữ vậy. Oh my gosh. Quá dữ luôn. Rồi, giết đi. Tao đủ luôn mấy súng đạn của hắn ta. Đó, phi tiêu bùm 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 vô đó là chết liền em ơi. Đó, vô đó chết liền em ơi. Rồi, chết cha. Lỡ chúng vô cái thằng ngu rồi. Đó, phi tiêu phải bảo vệ chứ. Giờ phải làm tòa tháp phi tiêu. Đèn đen đèn đen 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 đó, tòa tháp phi tiêu quá ghê luôn. Bạn thấy ghê chứ gì, nếu không ghê thì đừng khỏi luôn đi. Nhấn là do tớ nha. Trời ơi, có tòa tháp của chúng ta nó bị gì rồi? Các bạn ơi, trời, tớ không biết chọn cái gì giờ, tớ đang đó tự kim đồ nó đó phi tiêu đó nha, đó là phi tiêu, còn gọi là phi tiêu hiểm trở, nó sẽ chết chết cái tay của chúng ta thôi các bạn ơi. Nó không có thì cho bác đi cho nó công bằng. Xong rồi nữa nè đó. Đùng 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 đó, vô đây là chết hay không biết luôn á. Rồi có con boss gì danh như vậy, để tớ xem cái này. Ủa nữa hả bé ơi, bé gì chơi như vậy, vô cái bẫy phi tiêu của ta, vô cái bẫy phi tiêu của ta là chết liền bé ơi. Đó cái trò hú sở phi tiêu đó, có đàn anh em nó đang tấn công đó, nãy giờ tớ chưa mất máu gì luôn, không biết phải không nữa. Đàn anh em khổng lồ tấn công đi. Đúng rồi. Ôi ôi, hai đứa gì xịn lắm nha các bạn, mất máu cũng ghê lắm đó. Tớ đang tiến công, để đừng có bể tòa tháp thì cứ tấn công, ta đang xây tòa tháp đó nha anh em, không có thì cho bác đó. Ôi 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 ôi, bắt cua vậy. Ừ, hết bắt cua. No, nó còn một viên đạn thôi là chết rồi, chết tớ luôn các bạn ơi. Ủa nó no, oh my god, rồi chết, tớ phải Infernox rồi, rồi đi luôn. Ha, năm start, tớ muốn có cái này. Buồn mà phải là cái kiểu giống vậy đó nha các bạn, nó đã, ủa nó đã, đã gì đâu mà nó đã, nó đã gì đâu luôn các bạn. Không có kia thì tớ sẽ chơi kênh luôn cho nó 7 tỷ mấy luôn các bạn ơi. Ui rồi để chưa. Tớ sẽ chọn cái này một, đang một cái rồi nha các bạn.
Đến hai thì phải đợi thôi. Đó, về chưa các bạn? Phải đợi cực kỳ nhiều nha. Trời ơi, sao ba hai gì đâu à đây. Càng tốt chứ sao. Anh em bự ra đi. Rồi anh em bự làm sao đó làm cho nó chết luôn. Nếu có chúng hồi phục thì sao? Đâu rồi, đó đâu rồi? Nó không có chứ gì, đây cho mày chết. Đùng 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 luôn. Không có thì cho chơi vậy luôn nè. Ha, sao dám cản được ta chứ. Yếm chủ bà nội. Tay đi, đào có mặt. Lính khổng lồ ra đi. Ôi oh no, có bot luôn. Chết lại. Bot sao không? Oh my god, đây cơ hội đó. Đi liên tục luôn các bạn ơi, liên tục luôn. Wow, quá đã. Dọn đường cho ta đi. Không dọn đường tôi đập đấy. Bố mày đập đáng chịu nhá. Wow, quá trời đạn luôn. Ui ui, mém té. Không, mém mém đai, mém đai. Quá trời, xí ra, xới ra cho ta đi. Thôi ta giết ngươi đó. Rồi nó không có xới ra. Thì ta giết ngươi, đùng 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 đùng. Wow, quá trời anh em luôn, để có thể. Ôi, nó mém, oh my god, mém trúng rồi các bạn ơi. Đùng 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 luôn các bạn. Ô mém trúng nữa. Quá chỗ luôn. Rồi xong. Chết luôn. Chết tới rồi. Tôi sẽ bát một cái rồi. Đó. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Trời ơi. Ô một phát xong hết. Ao tua à. Nữa nè. Lính khổng lồ. Trời lính khổng lồ quá mạnh. Nó đang canh gác quá dữ. Wow các bạn ơi, một chùm luôn. Nó đang dẫn đường cho chúng ta các bạn ơi. Để nó đi theo các bạn. Ôi, đi theo chắc có hại rồi các bạn. Đèn đèn. Ô nó còn sống. Chết cha chết cha chết cha. Có tôi còn một mạng nha các bạn ơi. No, đi ra cút xa. Mi có chút luôn, mày không có ta đập ấy. Ôi ôi bà ơi, trời ơi, ghê quá. Không được, buồn, phải hồi sinh mẹ, để hơi mất cái năng lực. Đúng rồi, giỏi lắm, con trai. Đây nè, đó, giữ mấy hộp nè. Hộp phong cách xì tai á. Đó, ủa, vậy chứ power nó đâu mất tiêu rồi. Sao toàn màu xanh nhiều hơn. Ôi rồi các bạn ơi, skill liền. Skill chết hết. Ôi rồi, shotgun. Thế là cái này. Tớ sẽ chọn cái này. Ồ, đúng 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 đúng. Ha. Làm sao đấu được anh thề pin. Ủa sao có 3.000 máy vậy. Một liệt. Đó bằng nhau rồi, hòa nhau rồi nha. Đừng có cãi lộn nha. Anh em hai đứa đang kế bên đó. Cãi lộn anh quýnh chết cha luôn á. Tớ chọn cái gì đây. Không có sự kiếp luôn ha. Đùng đùng. Đó các bạn thấy xịn chưa. Cái phần pháo và cái phần bảo vệ đang rất phản công. Không, đang rất mạnh mẽ. Tao muối. Không có. Auto đi. Đó, auto vậy nó bắn hai đạn đi.
Chưa chưa đùng 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 một phát chết 3 tỷ thằng. Ồ, chết hết luôn. Tớ sẽ chọn bán một cái. Ủa, bán hai cái nó tiêu rồi. Giờ tớ sẽ bắn đùng 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 rồi nó chết luôn. Mắc cờ quá, quá gà. Nó quá gà đối với chúng ta các bạn ơi. Vậy nếu như mà auto cái ở chơi nó như thế nào các bạn nghĩ coi. Bạn nghĩ coi nếu auto nó như thế nào hoặc là cái bát á. Nè. Rồi các bạn ơi, giờ video đến đây là kết thúc rồi nha các bạn. Tạm biệt các bạn và lần sau. Goodbye.